Rồi bây giờ là chủ nhật tuần này là thi hai con thôi, mỗi người một con thôi, đó tuần sau thi tiếp. Ở trên còn nhiều mà, các tụi con thi dư quá xong rồi mua không đâu ra đáp. Không sao đâu. Ok. Ok, bây giờ con sẽ lấy con rồi bốn con đó, thôi lựa đi. Rồi đó, bây giờ còn hai con chuột với con này à, cuối cùng. Vậy sao đứa tôi ngựa lấy ngựa chọn tí tôi rắn lấy rắn đúng không, biết con gì đó à, con muốn con con ngựa đúng không, ngựa lựa đi, mỗi cứ một túi của đứa nào đứa đó. Ok đấy, rồi bài hai hả, bà xuống đi, bà xuống à, cuộc thi giao cuộc thi đàng hoàng, cái thi là phải giao chứ. Ừ. Bây giờ là cho trong vòng 30 phút đi. Tin cho trong vòng 30 phút là hai giữa Như và Trí là sẽ rác xong tới đúng 30 phút, mà ai chưa rác xong thì là sẽ bị thua. Giữa ai cả hai là chưa rác xong rồi. Nếu mà cả hai không rác xong mà ai mà rác cái mảnh nhiều hơn thì là sẽ đo. Cái đó thì mình sẽ tính 50% thắng thôi chứ không có tính 100% thắng. Nếu mà thắng, ai thắng thì sẽ được yêu cầu cho ăn một món mình ưa thích. Nếu mà thua là không được ăn. Thắng là được mình là cho ăn, nói ra cái món mình thích là sẽ thưởng cho món đó. Ok chưa đấy? Chén kem gì, chén gì? Chén luôn. Ok, hàng đưa lại. Ok. Đó. Đúng rồi nha. Vừa bắt đầu là cuộc thi là mở hộp ra đây, kêu bắt đầu là bấm giờ nha. Con đổ mấy cái này lên. Trinh sẽ canh 30 phút. Dạ, yeah, bây giờ Trinh sẽ bấm, bắt đầu là bấm chứ. Nha. Xong chưa? Chuẩn bị xong chưa? Dạ rồi. Bắt đầu. Hai đối thủ. Giữa Phi Như mặc áo đỏ, Đức Trí mặc áo cam sẽ thách đấu với nhau. Thua không được ăn thì cắm tóc nha. Ăn bình thường thôi nha, chứ đừng nói ưa thích vô ăn sushi tôm hùm giống như hôm qua nữa là không được hả. Đối thủ đang miệt mài thi đấu. Tuy như đã được ít mảnh ghép rồi, tranh thủ không có thằng siêu quậy kia thì ghép đây cho nó xuống, nó quơ hết á, đi ngủ rồi. Chỉ chờ chiến thuật lát sau à, bốn phút đã trôi qua và hai bạn đang tay Vi Như rất là lia lì á, rác được đổ được cái nền bê tông rồi. Tí cái tay Trí cũng rất là lê lẹ và đang suy nghĩ cách nào nhanh hơn. Chí còn có một chiến thuật khác với nhau. Chí là ráp được máy mảnh rồi. Sao không... chưa thấy cái bên nền bê tông nào hết vậy? Tại vì Chí ráp sao trên Chí ráp bước trước. Chí kỳ vậy? Chí nói sao? Vậy là mọi người có một cái cách ráp riêng đúng không? Như đồ cái nền trước. Còn Trí thì Trí lại đi xây một cái ô làm đô bê tông trước hả? Đi mua đồ trước. Cái đèn nó mất chối được không ạ? Hai bạn này có hai chiến thuật ráp khác nhau nha. Như Trí thì ráp dụng từng mảnh gì á, từng cái khi riêng. Còn Như thì bên đối phụ Phi Như thì ráp cái nền. Ráp cái nền trước. Đổ cái nền trước. Trong là mới ái kia. Còn chiến thuật của bạn Trí thì ráp cái gì đó chưa có hiểu lắm. Ráp cái gì đó chưa có hiểu lắm. Không biết trong đầu của bạn Trí đang suy nghĩ về chiến thuật nó ra sao. Bạn Phi Như đừng có nên nhìn qua đối thủ của bạn Trí, cứ tập trung mà ráp.
bình tĩnh và tự tin nhiều. Xong một lớp nữa. Đối thủ Phi Như đã ráp được khá nhiều mảnh, còn bên đối thủ Đức Trí thì bị ráp sai nên là đang tại sao không dùng tay mà bạn Đức Trí lại dùng răng để mà tháo mấy cái mảnh này ra. Lấy khoáng nó sai chỗ ra chỗ nào. Sao con thứ nó sai sai sai. Đạt biết ráp không? Cần đắp một cái chiếc xe. Nếu mà biết ráp thì vô cho thi luôn. Sao nó cứ sai sai vậy đó? Thì đã phải bình tĩnh, tự tin và suy nghĩ cho chính xác. Chứ con sai như vậy mà xong con sai nó khô, xong con cứng, con đập ra thì nó lại tốn nhân công mà vừa tốn vật liệu nữa, rồi, rồi, tốn rồi, thời rồi, gian rồi, nữa, rồi, nó thấy chưa? Hiểu rồi. Bạn Đạt ra đây đứng cho hai đối thủ kia thì chứ nóng lên là quá hồi bạn hay. Đúng rồi. Quay lại mình nhắc cái ghế, mình muốn thì mình nhắc cái ghế mình ngồi này, ngồi bên này ngó qua và ăn trái cây chứ không thể nào đứng sát. Bạn đối thủ Phi Như đã mới bị rớt một mảnh gì nữa dưới đất rồi kìa. Bạn Đức Trí không nên dùng răng gãy hết đồ chơi. Thì nó có liên quan tới cái ghế này, cứ thấp kìa. Bạn Đức Trí đã rác được một cái đuôi của con rắn rồi. Bạn Đức Trí ráp con rắn, bạn Phi Như ráp con ngựa theo tuổi của mình. Thì bây giờ bạn Phi Như lại bắt trước bạn Đức Trí dùng răng nữa. Chút nữa hai cái răng nó rụng thì đừng có nói làm sao mà sau cuộc thi thì dọn hai đứa đi trồng răng. Đừng có làm con cười. Có cái răng lưng mang cái hồn nó luôn đó là nhỏ. Tại sao hai bạn không dùng cái khác mà lại dùng răng? Cứng quá. Cái búa đâu? Cái búa để phòng qua lấy xuống rồi. Bây giờ chị lên lấy cái búa trừ ra cho thời gian 2 phút nữa. Chút nữa sẽ cộng thêm 2 phút. Lấy đủ dụng cụ xuống để mà cắt chứ. Lấy một con đi. Rồi. Rồi. Cắt luôn rồi. Đối thủ bạn Phi Như đã ráp được tới cái này là cái gì, tới cái mình, cái chân, cái mình, cái thân, cái đầu là đúng không? Cái bờm bờ. Giờ còn cái đầu nữa đúng không con? Con đang làm cái bờm. Con đang làm cái bờm, nhưng mà cái này là tới cái ái là xong rồi đúng không? Cái đó là cái bờm. Cái là cái bờm. Còn bạn Đức Trí thì cũng vẫn miệt mài để ráp, bạn Đức Trí cũng đã ráp cái bồm gì đó, cái cũng ngang ngửa dưới Phi Như rồi. Cái mình hả? Ừ. Thông thả mà ráp thôi. Không có nên thông thả mà ráp mà là sắp hết giờ. Nếu mà hết giờ mà cứ thông thả mà ráp thì sẽ bị thua. Bạn đối thủ đừng nên ý lại. Bạn Phi Như đừng nên ý lại nha. Cứ nhanh tay lên mới kịp thời gian. Cứ đừng cứ nhìn qua thấy bạn kia là ráp từng bước, nhưng mà khi mà bạn đó ráp vô một cái là thành nguyên một con đó. Nhưng mà bạn đó ráp không, bạn đó ráp lên ráp chúng con mà. Cố gắng lên. Nếu mình đã sắp xong thì mình cứ làm cho nó nhanh tay lên. Đây là con ngựa. Phi Như tuổi con ngựa. Đức Trí tuổi con rắn. Mỗi người ráp một con nhân vật của mình, tượng trưng cho tuổi của mình. Chán. Ai
là nói là cái con ngựa dễ hơn con rắn là cái đó, dù đó con không biết nha. Bao nhiêu mảnh nó cũng đã ngang nhau rồi. Ủa cái đồng hồ, cái điện thoại mượn đồng hồ thời gian đi, hồi nãy đâu mất rồi. Thời gian còn 4 phút 29 giây thì bạn Phi Như đã xong chưa? Nếu mà xong thì bà xuống rút tay ra. Chưa. Bạn Tích Trí còn đang suy nghĩ về một cái vấn đề gì đó, cũng là ráp xong, cũng sắp xong rồi đấy. Có chừng gãy răng, lấy bố đập xuống. Rồi anh bạn, rồi bạn đối thủ này đã sắp xong chưa? Suốt ngày coi nhạc mẹ hoài. Rồi xong thì chưa. Không biết con nói là rồi xong rồi là sai rồi đó. Rồi đừng nên chủ quan, là khinh thường đối thủ nha. Em được từ đúng ta. Thành ơi, cổ vũ cho chị Như của con kìa. Cố lên. À, cố lên. Cố lên, cố lên. Chị cố lên. Ra cổ vũ anh Trí nữa kìa. Cố lên, cố lên. Rồi đi lên trước đã. Bạn kia đã đi rồi. Bạn đã bày bị sắp chú chú rồi. Nếu mà xong rồi thì phải làm động tác nhanh lên, để mình coi cái thời gian nó sẽ không ấy đâu. Còn 3 phút 10 giây nữa. Rồi xong chưa? Rồi bạn Phi Như cầm cái con của mình lên đi. Giờ đi lên cho, giờ ra cho khán giả coi, ông bà cô chú xem. Vậy nói. Này, con đã hoàn thành chưa? Con đã hoàn thành rồi. Rồi bạn Phi Như đã hoàn thành à, còn là giữ thời gian là 2 phút 53 giây thì là bạn Phi Như đã chiến thắng bạn Đức Trí. Nghĩa là Phi Như sẽ được giải nhất, là sẽ được chọn một món ăn trị giá 100.000. Nếu mà bạn Phi Như không ăn dùng 100.000 đó mua logo nữa thì là cũng được quyền đó luôn. Còn nếu mà dùng 100.000 mà mua hết đồ ăn, mua trà sữa rồi cho hai đối thủ thì cũng được luôn. Còn đối thủ này là không ăn gì, đi ăn quán sữa nè, đi qua siêu thị mua quán sữa đi đối thủ. Phi Như, bạn Phi Như sẽ ra đi kể cho bạn Đức Trí. Còn 3 phút nữa bạn Đức Trí có hoàn thành nữa không? Cô lên, 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 cô lên, cô lên. Thôi thật đúng rồi, chị có không? Không, con nào cũng nhiều như vậy hết thôi. Còn hai con, hai con nữa đó, hai bạn muốn thi nữa không? Dạ có. Ok, coi thử. Thời gian là sẽ còn 1 phút 19 giây nữa. Theo giờ quy định thì là còn 1 phút mười mấy giây nữa. Thì bạn Đức Trí có hoàn thành trong cái thời gian quy định hay không? Ông bà cô chú phải đợi xem kết quả nha. Hết giờ rồi, cố quá thằng quá cố. Báo thức đè báo đúng hết, hết giờ rồi. Là bạn Đức, không, cứ dặn ráp đi. Bạn Đức Trí dặn chưa xong. Hả? Bạn Phi Như đừng có đợi bạn Đức Trí mất tập trung cả đó. Rồi dừng. Rồi bạn Phi Như ăn, ăn trái cây đi. Chiến thắng thì ăn trái cây đi. Coi thử bạn Đức Trí sẽ ráp trong vòng bao lâu, bao nhiêu phút nữa. Sau hơn thời gian nửa tiếng nữa thì bạn Đức Trí vẫn chưa hoàn thành. Không rồi. Giờ mới xong thì là cũng có sự trợ giúp của bạn Phi Như. Thì là bạn Đức Trí mới hoàn thành và vượt quá thời gian nửa tiếng nữa. Vậy nói chung là bạn Đức Trí đã làm xong cái con này trong vòng một tiếng. Thì bạn Phi Như đã hoàn thành để là người chiến thắng trong cuộc thi đấu lắp ráp Lego của buổi trưa chủ nhật ngày hôm nay. Chúc mừng bạn Phạm Phi Như. Và cũng xin chúc
chúc mừng bạn. Đức Trí khuyên là nên cố gắng hơn nữa để mình sẽ đạt được.